Thưa quý vị, với số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao, hiện nay, ngành y tế Đà Nẵng đang phối hợp với các địa phương tập trung cao độ cho công tác quản lý, điều trị F0 tại nhà. Làm tốt khâu quan trọng này từ cơ sở sẽ giúp phát hiện sớm và chuyển tuyến kịp thời các ca bệnh trở nặng. Liên tiếp những ngày qua, Đà Nẵng ghi nhận mỗi ngày từ 900 đến hơn 1.000 ca mắc COVID-19. Số ca bệnh tăng nhanh khiến hệ thống y tế cơ sở gặp áp lực lớn bởi khối lượng công việc khổng lồ. Hiện nay, tại các quận huyện đang quản lý, điều trị hơn 49.000 trường hợp F0 tại nhà. Thì mình tiếp cận bệnh nhân. Sau đó là mình sẽ có một cái tổ thẩm định đó. Thì mình xem thử bệnh nhân có đủ điều kiện ở nhà hay là không. Phân cái mức độ nguy cơ. Ví dụ như là nguy cơ nào là được điều trị ở nhà, nguy cơ nào là đi bệnh viện, và nguy cơ nào là xem xét là điều trị tại nhà hay là điều trị bệnh viện. Ngoài kiểm tra trên cái khai báo y tế sức khỏe hàng ngày của bệnh nhân á, thì chúng tôi là đi hỏi thăm, nhất là các cụ lớn tuổi hay là đối với những phụ nữ mang thai hay là những em bé mà dưới 3 tháng tuổi. Với hơn 93% người mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố đang được cách ly, theo dõi và điều trị tại nhà, ngành y tế khuyến cáo việc điều trị cần tuân thủ hướng dẫn của y bác sĩ, chứ không lạm dụng điều trị theo kiểu bắt chước và sử dụng các loại thuốc, thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không có hướng dẫn, chỉ định rõ ràng. Thực tế này đang ngày càng phổ biến bởi nhiều người dân tự test nhanh ở nhà, phát hiện nhiễm COVID-19 nhưng không khai báo y tế mà âm thầm tự điều trị. Điều này tiềm ẩn nguy cơ bệnh chuyển nặng cũng như mầm bệnh phát tán ra cộng đồng từ nguồn rác thải y tế. Sở Thông tin Truyền thông, Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tư pháp chủ trì là Sở Y tế liên hệ với ba sở đó để đẩy mạnh cái việc truyền thông, làm thế nào để mà nâng cái việc mà nếu như chúng ta tự điều trị F0 tại nhà thì vi phạm và cái chất thải đó chúng ta không quản lý thì chúng ta chắc chắn là tôi nhìn là tôi biết là vi phạm luật và phòng chống bệnh truyền nhiễm rồi đó. Tại vì anh thải chất thải ra môi trường anh không có được quản lý, tại vì anh có khai đâu người ta biết để người ta thu gom cái chất thải đó. Nhắc nhở và yêu cầu cái tổ trưởng dân phố, tổ COVID cộng đồng đấy, để đến từng nhà nhắc nhở để người dân người ta có ý thức chấp hành việc này. Đồng thời là cái việc rác thải của những hộ đấy cũng được xem là có nguy cơ, cho nên quận cũng đã có những văn bản nhắc nhở đôn đốc và trực tiếp một bộ phận cán bộ, nhất là đoàn viên thanh niên ở khu vực đấy nhắc nhở người dân để thực hiện tốt cái phòng chống dịch. Trong thông điệp 5K của Bộ Y tế có nội dung khai báo y tế, và thiết nghĩ trong bối cảnh hiện nay thì việc khai báo y tế chính là người dân phải chấp hành nghiêm việc khai báo khi phát hiện mình là F0 để được tư vấn, hỗ trợ điều trị, chứ không được tự ý điều trị có thể dẫn đến bệnh diễn biến nặng. Số ca mắc COVID-19 tăng cao thời gian gần đây, một phần cũng bởi tâm lý chủ quan khi người dân cứ nghĩ ai rồi cũng sẽ là F0. Theo các chuyên gia y tế, cần bỏ ngay suy nghĩ này bởi có thể khiến số ca COVID-19 tăng cao, kéo theo số bệnh nhân nặng tăng, rồi tỷ lệ tử vong nhiều hơn, gây quá tải cho hệ thống y tế. Chưa kể, nhiều trường hợp tuy nhiễm bệnh nhẹ và nhanh khỏi, nhưng hệ lụy hậu COVID cũng khó lường.